Bạn sang giùm anh trang số 57 đi. Trang 57. Nay mình sẽ sang dạy bài tập mới ha các bạn. Nó vẫn là đồng đẳng hóa, nhưng mà cái kiểu dữ kiện nó hơi mới một chút. Kiểu dữ kiện này các bạn sẽ gặp khá là nhiều. Đề bài cho một hỗn hợp gồm các axit ancol và ester, và quan trọng là cái dữ kiện ester tạo bởi axit và ancol đó. Tức là hỗn hợp cái dạng số 3 này, cái dạng số 2 này, cái yêu cầu để mà các bạn xác định đây là dạng số 2 đó là gì? Đó là các bạn phải thấy một cái hỗn hợp gồm có cả axit, ancol và ester, cả ba chất luôn nha. Được không? Phải có cả ba chất luôn, tại vì nếu mà chỉ có axit với ester hoặc là chỉ có ancol với ester nó sẽ thuộc ở dạng C và dạng số 3. Được chưa? Còn dạng B này là dạng mà có cả ba chất, tức là có cả axit, ancol và ester luôn. Và cái quan trọng là ester nó tạo bởi axit và ancol có trong hỗn hợp. Ví dụ câu 24, người ta nói X là hỗn hợp gồm ancol, axit, ester. Thấy chưa? Và cái ester này tạo bởi Y và Z. Vậy Y là gì? Y là ancol, Z là axit. Đúng không các bạn? Y là ancol, Z là axit. Như vậy nó đã thỏa cái dạng của cái câu số câu cái dạng số 2 này rồi. Nhớ ha, như vậy dạng số 2 là dạng bài tập người ta cho một hỗn hợp có đủ ba cái chất luôn, đó là axit, ancol và ester. Và cái điều kiện số 2 nữa, ester phải tạo bởi axit và ancol đó nó mới rơi vào dạng số 2 này. Còn nếu như cái hỗn hợp gồm axit, ancol, ester mà ester là người ta chả có nói gì hết, tức là một cái ester của quốc của bơ não đâu không liên quan gì cái axit với ancol này, thì nó vẫn thuộc dạng số 1. Dạng số 1 là bữa giờ mình làm, hiểu không? Dạng số 1 là bữa giờ mình làm, mình đưa nó về cái chất đơn giản nhất. Được chưa? Đưa về chất đơn giản nhất, thỏa điều kiện là xong. À, còn nếu như người ta đã nói ester tạo bởi axit và ancol có trong hỗn hợp này luôn thì đó là dạng số 2. Nhớ nha, nên mình phải các bạn phải để ý rất là kỹ cái cách mà anh phân dạng. Tại vì nếu như mà các bạn xác định dạng sai thì mình sẽ chọn phương pháp sai. Chọn phương pháp sai thì giải nó khó, nhiều khi giảm ra. Được chưa? Những cái quan trọng nhất là mình đọc vô mình mới thấy là nó thuộc dạng nào mình mới làm. Được hả các bạn ha? Rồi, ok. Vậy đối với cái dạng này thì sao? Đối với cái dạng này, thay vì chúng ta đưa về axit đầu axit mà đơn giản nhất, ancol đơn giản nhất và ester đơn giản nhất, thì lúc đó nó sẽ không thỏa được cái điều kiện là ester tạo bởi axit và ancol đó. Hiểu không? Tại vì lúc này nó có thêm cái dữ kiện này rồi, có thêm cái điều kiện này rồi. Và nếu như bạn đưa về hỗn hợp gồm các axit, ancol, ester, tách các nhóm CH2, ví dụ vậy đi, thì lúc này nó sẽ không thỏa được cái điều kiện này. Vậy làm sao để thỏa? Như lúc nào chúng ta sẽ đưa nó về cái hỗn hợp gồm axit đơn giản nhất nè, ancol đơn giản nhất nè, các nhóm CH2 và mượn thêm nước. Mượn thêm nước để làm gì? Để mình tách ester ra thành axit và ancol. Tức là ban đầu giả sử ha, giả sử ban đầu anh có giả sử cái đề của anh ban đầu có vậy. Axit là C3COH, ancol là C2H5OH, ester của anh là CH3COOC2H5. Được chưa? Giả sử là cái ý đồ đề cho như vậy đi, thì lúc này anh sẽ mượn thêm nước để thủy phân ester ra. Được chưa? Tức là anh sẽ tách ester ra thành gì? Tách ester ra ha, thành CH3COOH cộng với lại C2H5OH rồi trừ đi một phần tử nước. Đúng không? Tức là lẽ ra là cộng nước bên này nè, nó là phải ứng thủy phân, nó lẽ ra cộng nước ở bên tay trái. Vậy anh giống như chuyển vế đổi dấu thôi, hiểu không? Nghe nó có vẻ là nó phi hóa học quá, nhưng mà kể đi, mình hiểu đó để mà mình dễ làm bài tập các bạn ha. Rồi như vậy ở đây á, anh sẽ quy đổi ester này về axit nè, ancol nè, mà khi axit và ancol vậy nó sẽ dư một nước ra, cho nên anh sẽ trừ nước đi. Thì các bạn không tin, các bạn cứ gộp số C, gộp số H, gộp số O lại đi, nó ra đúng ở đây. Được ha các bạn ha. Rồi vậy thì đây là lý do tại sao anh mới mượn nước, để làm gì? Để sau khi mà anh chuyển cái ester này thành axit ancol với nước này rồi, thì lúc này hỗn hợp còn gì? Hỗn hợp còn các axit ancol với nước thôi à, đúng không? Hỗn hợp gồm các axit ancol nước thôi. Vậy lúc này anh mới đồng đẳng hóa cái hỗn hợp này, thì anh đồng đẳng hóa thành gì? Thành HCO. H là axit đơn giản nhất thỏa điều kiện, CH3OH ancol đơn giản nhất thỏa điều kiện, các nhóm CH2 và nước. Được chưa? Rồi đó, thấy y chang không? Ok các bạn, như vậy mình hiểu ha, tại sao mình mượn nước là để mình
thỏa mãn cái điều kiện này. Được chưa? Để chúng ta có thể thỏa mãn được điều kiện đó. Ok ha. Rồi. Nhớ rằng là ở đây nước này là nước đồ mượn, đúng không? Nước này là đồ mượn, cho nên là sao? Cho nên số mol này cũng sẽ là số mol âm. Được chưa? Số mol ở đây cũng sẽ là số mol âm ha, tại nó là đồ mượn. Được không các bạn? Rồi đó, xong rồi. Đó là cái phương pháp thôi, còn phương pháp để mình tách thôi. Còn bước số 2, bước số 3 làm y chang. Được chưa? Rồi đó. Rồi dạng này nó có vậy thôi. Ok ha. Rồi bây giờ các bạn sang câu số 26. Câu 26. Ít y là hai chất hữu cơ kế tiếp nhau thuộc dãy đồng đẳng của ancol allylic. Ancol allylic là này. Đây là ancol allylic ha, tại cái gốc này là gốc allyl nè các bạn. Đây là gốc allyl, đây là gốc vinyl. Đây là vinyl, còn đây là allyl. Được chưa? Rồi. Như vậy ancol allylic là hàng đó. Ok không nè? Vậy ở đây người ta nói là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng, như vậy hai chất hữu cơ này là ancol chứ gì nữa. Nó thuộc dãy đồng đẳng ancol thì không lẽ nó là tiếp. Được chưa? Vậy ít với y là ancol. Các bạn ha. Z là axit no hai chức. Anh ghi đây đi. XY nè. XY thì điều kiện của nó là gì? Điều kiện của nó là ancol allylic, thì anh sẽ tách nó ra thành gì các bạn? Nó tách ra thành ancol allylic hay là C3H5OH cộng các nhóm CH2, C3H5OH cộng các nhóm CH2. Nhớ là ở đây ancol allylic nó có một liên kết đôi, đúng không? Nhưng vì chúng ta đã biết rõ rằng nó có một liên kết đôi rồi nên mình không mượn H2 nữa nha. Mình chỉ mượn H2 khi mà đề bài không cho mình biết rõ nó có bao nhiêu liên kết pi thì mình mới mượn H2. Ở đây mình đã biết rõ nó có một thì mình sẽ đưa nó về cái chất đơn giản nhất thỏa điều kiện đó luôn. Được chưa? Vậy ít với y anh tách nó ra thành ancol allylic với lại các nhóm CH2. Z là axit no hai chức. Vậy Z là axit no hai chức, đọc ở dưới coi có điều kiện gì về Z không? Không. Như vậy anh sẽ đưa nó về axit no hai chức mà đơn giản nhất là nào? Là axit oxalic. Đúng không? Và các nhóm CH2. Được chưa? T là ester tạo bởi X, Y và Z. Vậy T nè. Anh sẽ đưa T này về X, Y và Z trừ đi nước. Đúng không bạn? Tạo từ X, Y, Z. Như vậy anh sẽ tách nó thành axit với ancol và mượn thêm nước. Vậy lúc này có tách ra bao nhiêu phân tử nước các bạn? Trong trường hợp này mình sẽ tách ra bao nhiêu phân tử nước? Cái công thức của T nó như thế này ha. T nó vậy nè. Tại vì Z của mình là một cái axit hai chức. Được không? Cho nên là T của các bạn nó sẽ tạo từ axit hai chức và hai cái ancol đơn như thế này. Vậy đây là dạng của T. Được chưa? Đây là cái dạng của T. Vậy bây giờ các bạn có thể xác định giùm anh là mình cần phải mượn bao nhiêu phân tử nước để có thể thủy phân T này thành axit và ancol? Bao nhiêu? Hai. Nhiều các bạn. Hai. Hai, đúng không? Bởi vì chúng ta có hai cái gốc COO, cái này mình biết rồi, hai gốc COO nên cần phải có hai phân tử nước. Được chưa? Thì chỗ này là hai. Ok không nè? Và ở bên đây anh đã ghi rồi nè. Đây, anh đã ghi rồi nè. Là số mol nước nó sẽ bằng trừ số mol este nhân số nhóm chức. Đúng không? Bằng trừ số mol este nhân số mol nhân với lại số nhóm chức. Vậy tí nữa nếu như mình tìm ra được số mol nước thì các bạn chia số nhóm chức, chúng ta sẽ ra được số mol este. Thấy chưa? Thì mình hiểu là tại sao mình phải mượn nước ha, để mình thủy phân nó ra. Ok các bạn ha. Rồi. Mấy bài này nó phi lý lắm. Tính toán mà. Nó sẽ không hay bằng cái đề đánh giá năng lực. Mà kệ đi. Cho nên nhưng mà nói trước luôn là nâng cao thì anh chỉ dạy những cái mà thực sự là anh có thể làm và anh cảm thấy là đi thi mình có thể có thời gian làm. Hiểu không? Chứ không thể nào mà dạy các bạn mà tới 10 điểm luôn được, sự là rất là khó, anh cũng không có được đạt được tới cái mức đó. Nên là cố gắng, anh sẽ cố gắng là chỉ các bạn tới mức 9 đến 9, 25, 9 rưỡi thôi ha. Rồi đó là đã cố gắng lắm rồi đó. Được chưa?
Chứ mà một mấy bạn mà đòi anh là chỉ các bạn tới 10 điểm luôn thì không nổi đâu, thực sự. Thì ở để mà đạt được cái mức 9 điểm thì chúng ta sẽ biết phải làm được những cái câu này. Còn mà cái câu khoảng từ 9, 7, 5 đến 10 hoặc 9 rưỡi, 9 rưỡi là nó khó mà. Thì những câu đó là cần phải ở mức độ tư duy nó cao hơn, nó kinh khủng hơn. Nhiều khi mình không đủ thời gian làm. Được chưa? Thì cái mục đích là để làm những câu ở khoảng 9 điểm thi đại học ha. Thì nó sẽ ở mức như thế này. Rồi, vậy sau khi mà anh tách nó ra thì anh đã mượn hai nước để anh tách T ra thành x, y với z được không ạ? Vậy cuối cùng cái hỗn hợp đúng không? Đốt cháy hỗn hợp E đúng không các bạn? Rồi. Vậy hỗn hợp E của anh là 17,12 gam. Nó gồm gì đây? Nó phải là gồm C3H5OH rồi COOH hai lần. Gì nữa? CH2 với lại nước. Đúng không? Sau khi tách ra thì hỗn hợp của anh nó sẽ có những cái chất này. Được chưa? Thì cái phần này nè, nếu bạn nào chưa quen thì mình viết ra. Còn anh viết ra để cho các bạn thấy, chứ nếu mà mình quen rồi mình không cần phải viết làm gì hết. Hiểu không? Mình có thể nhẩm trong đầu để mình ra được luôn cái hỗn hợp luôn. Được chưa? Rồi. Ở đây mình cho tác dụng với lại oxy. Bạn tính giùm anh số mol oxy là nhiêu? Là CO2 nước ha. Tính ra mol oxy nhiêu các bạn? Không phải 485. 0,485. Rồi mol nước luôn. Không phải 42. 0,42. Rồi, thì bước số 1 là bước tách. Đúng không? Bước 1 là bước tách. Bước số 2 là gì? Bước 2 là bước giải hệ. Được chưa? Trước khi qua bước giải hệ thì mình đặt đặt ẩn, mình đếm số dữ kiện ha. Chúng ta có 4 ẩn và 1, 2, 3, 4 dữ kiện. Đúng không? Thì bài này bài dễ rồi. 4 ẩn, 4 dữ kiện là dễ rồi. 4 ẩn mà 5 dữ kiện là mệt. Đúng không? Đó, cho nên là 4 ẩn, 4 dữ kiện là dễ rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý cái dữ kiện này thôi. Rồi, đầu tiên các bạn có 17,12 đúng không? Thì các bạn sẽ có cái tổng khối lượng của hỗn hợp. Nhớ nè, khi mà đề bài cho khối lượng hỗn hợp thì cái tổng khối lượng hỗn hợp sẽ bằng tổng khối lượng của tất cả những cái chất này cộng lại. Nhưng nếu đề bài cho tổng số mol hỗn hợp thì nó chỉ bằng tổng số mol của các chất đầu dạy đồng đẳng cộng lại thôi. Còn mấy cái thằng CH2 nước với H2, ba cái đứa đó đó làm những cái phần thừa nên mình sẽ không tính vào tổng số mol. Hiểu chưa? Tổng số mol mình chỉ tính những thằng đầu dạng đẳng thôi, còn tổng khối lượng bàn cộng này hết. Lưu ý cái này ha. Rồi, để các bạn tính cái bạn lập giùm anh cái phương trình đầu tiên nè. M lớn của chất này nhiêu? 58 đúng không? 58A cộng với lại 90B cộng 14C cộng 18D bằng 17,12. Rồi, phương trình thứ hai là phương trình oxy. Các bạn sẽ sử dụng công thức tính nhanh của oxy, nhưng mà công thức tính nhanh của oxy nó vẫn còn lâu. Nên thay vì các bạn khai thác dữ kiện oxy, các bạn hãy bảo toàn khối lượng, các bạn ra giùm anh số mol CO2. Thì lúc đó mình bấm hệ nó sẽ nhanh hơn. Bảo toàn khối lượng nhanh mà. Rồi bảo toàn khối lượng giùm anh con số mol CO2 là nhiều. Tại vì thực sự các bạn dùng cái công thức tính oxy cũng được, nhưng mà nó vẫn mình anh vẫn cảm thấy là nó lâu. Nên tại vì cái C cộng H chia 4 trừ O trên 2 nhiều khi mình tính lộn. Nên là trong trường hợp này mình bảo toàn và khối lượng ra được số mol CO2 thì nó sẽ nhanh hơn. Ha. Rồi tính cho anh coi số mol CO2 nhiêu nè. 57. 0,5. 57 0,5 anh. mấy? 0,57. Được chưa? Rồi vậy ở đây mình bảo toàn carbon hả các bạn? A3A nè, 2B, 1C bằng 0,57. Tiếp tục bảo toàn hydro ha. Là 6A cộng 2B cộng 2C cộng 2D bạn 0,42, nhớ nhân 2 nữa nha. Rồi tiếp tục nè, còn cái nữa là brom. Brom sẽ phải ứng với cái gì? Brom nó sẽ phải ứng với lại cái thằng này. Tại vì trong cái ancol alkylic nó có một liên kết đôi đúng không? Nó có một cái liên kết PCC. Cho nên là brom nó sẽ cộng với liên kết PCC này. Được không các bạn? Mà nhớ nè, số mol brom phản ứng, số mol Br2 phản ứng
nó sẽ bằng số mol liên kết pi. Được chưa? Nó sẽ bằng tổng số mol của liên kết pi. Vậy ở đây nè, trong công thức này có một liên kết pi. Được chưa? Vậy cái số mol brom phản ứng nó sẽ bằng A nhân 1. Được không bạn? Vậy hay nói cách khác là A bằng 0,09. Được chưa? Rồi cái này phải ứng cộng này hôm bữa hồi học học cái gì đó. Cái béo anh cũng có nói rồi ha các bạn ha. Rồi, vậy giải giùm anh hệ bốn ẩn này đi. A B C D là gì? 0,9 0,13 0,09 0,13 0,4 0,04 trừ 0,2 trừ 0,02 trừ 0,02. Rồi xong, giải xong. Rồi các bạn nhớ là cái mol nước nó sẽ bằng gì? Sẽ bằng, nó sẽ là một số âm, số mol âm. Và nếu như mình lấy số mol nước mình chia 2 thì được số mol oxy. Đúng không? Các bạn chia 2 các bạn sẽ ra được số mol oxy. Ha. Rồi bây giờ mình đến cái bước tiếp theo là bước ghép. Tại các bạn phải ghép lại. Mình phải ghép lại được thì các bạn mới tính được khối lượng. Đây nè, vô cạn lấy phần chất lỏng chứa chất hữu cơ bình đựng thấy khối lượng bình tăng, thì lúc này các bạn phải tính được cái khối lượng của ancol. Mình phải xác định được ancol là gì thì mình mới 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 mới, mới tìm được cái khối lượng bình tăng lên khi mình cho tác dụng natri ha. Tại vì natri, tác dụng natri thì sẽ có ancol phản ứng với cái gì nữa, được không? Ok rồi, bây giờ đến bước thứ ba là bước ghép. Cái dữ kiện natri đó hôm bữa anh cũng có giải thích cho các bạn rồi ha. Bước số 3 là bước ghép. Rồi bây giờ mình ghép lại ha. Ghép lại. Anh copy cái chỗ này ra. Tại nhờ cái này mà mình sẽ dễ ghép hơn. Rồi bây giờ các bạn thấy số mol rồi nè, số mol nước là trừ 0,02, vậy suy ra số mol của este sẽ là 0,01, số mol x 0,01, y 0,01, z 0,01, đúng không? Đúng chứ, mình kéo mol qua thôi, có nghĩa là để tạo ra được một cái phân tử, để tạo ra 0,01 mol este thì cần 0,01 mol x, 0,01 mol y và 0,01 mol z. Hay nói cách khác là cái lượng x nằm trong este là 0,01, lượng y nằm trong este với lại lượng z nằm trong este cũng sẽ là 0,01. Được chưa? Rồi tiếp ha, các bạn có gì nữa? Có mol của, số mol của axit là 0,13, này 0,13 thì kéo vào đây 0,13, được không? Rồi tiếp ha. Ủa khoan, từ từ anh phải ghi ở đây là x y z, đúng không? Thì kéo ở đây 0,13z. Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục nè. Số mol ở đây là 0,09. Tức là tổng thằng này là 0,09. Tổng cái này là 0,09. Đúng không? Ở bên đây nó sẽ là cái gì? Các bạn không thể nào kéo 0,09 qua đây, x cộng y là sai ha, không có ha. Tại cái 0,09 này nó là tổng số mol. Mà vấn đề là các bạn chưa có biết được số mol từng hàng. Hiểu không? Chưa biết được số mol từng hàng thì bây giờ mình phải biện luận thôi. Chúng ta phải biện luận thôi. Mình nhớ, các bạn nhớ là khi mà mình gặp một cái bài toán mà các bạn đã đưa những cái chất này về cái chất đơn giản nhất mà trong đó có một cái chất nào đó nó đại diện cho hai chất trong hỗn hợp ban đầu. Đây nè, cái thằng C3H5OH này nó đại diện cho hai chất trong hỗn hợp ban đầu luôn. Vậy thì các bạn nhớ là mình sẽ tính số CH2 trung bình. Kịp không? Chúng ta sẽ tính số CH2 trung bình. Rồi vậy đầu tiên là mình sẽ biện luận chỗ CH2 trước ha các bạn ha. Các bạn sẽ có số mol CH2 có trong ancol cộng với lại gì? Cộng với lại 0,13z bằng nhiêu? CH2 là nhiêu? 0,04. Được chưa? CH2 0,04. Rồi. Vậy z bằng mấy? Chỗ này z bằng mấy? Bằng mấy các bạn? Không. Không. Chắc chắn luôn bằng không.
đúng không? Tại vì không thể nào mà z bằng 1 được, z mà bằng 1 thì nó sẽ lố 0,4 rồi. Vậy nên chắc chắn suy ra z sẽ bằng 0. Được chưa? Vậy nếu z bằng 0 rồi thì cái axit của các bạn sẽ là gì? Suy ra axit của mình là gì? Là C. Z sẽ bằng COH đó cả 2 lần. Được chưa? Vậy tiếp tục là số mol của CH2 trong ancol sẽ là 0,4 mol. Tại Z bằng 0 rồi, cho nên số mol CH2 trong ancol là 0,4. Rồi, giống như hồi nãy anh nói, khi mà gặp bài toán mà có một cái chất đơn giản mà nó lại đại diện cho cả hai chất ban đầu, lúc này các bạn sẽ tính số CH2 trung bình. Số CH2 trung bình bằng số mol CH2 chia tổng số mol của hai chất đó, thì tổng số mol của hai chất đó là 0,09. Đúng chưa? Vậy anh chia 0,09 thì mình sẽ ra là không phải mấy đó, hiểu không? Ra được không phải mấy đó. Mà ở đây đề bài nói gì? Hai chất hữu cơ kế tiếp, đúng không? Hai chất hữu cơ kế tiếp, mà nếu kế tiếp mà ra cái CH2 trung bình là không phải mấy, vậy suy ra sẽ có một đứa không nhận CH2 và một đứa nhận một CH2. Hay nói cách khác là mình chọn đi ha, x sẽ bằng 0, y sẽ bằng 1. Được chưa? X sẽ bằng 0, y bằng 1. Rồi, vậy khi mà x bằng 0 thì cái chất đó, chất x đó nó sẽ là gì? Là C3H5OH. Nó là đây, còn... nói sao? Không mới không chính vậy anh, em quên rồi. Chỗ mà CH2 trung bình đó. Nè, cái số CH2 trung bình này em nhớ nè, CH2 này nè, nó mình đang tính số CH2 của gì? Của ancol. Đúng không? Vậy số CH2 trung bình này là của ancol thôi. Vậy mình sẽ lấy cái số mol CH2 tương ứng với ancol chia cho số mol của ancol. Kịp chỗ này không? Tại vì ở đây nè, tại sao mình phải tính số CH2 trung bình, là bởi vì cái chất này nè nó đại diện cho cả hai chất ban đầu là X và Y. Được chưa? Thì lúc này mình sẽ tính số CH2 trung bình bằng cách lấy tổng số mol CH2 tương ứng với hai chất này chia cho tổng số mol của hai chất đó. Vậy là lấy 0,4 chia 0,9. Chứ không phải chia tổng ha. Không phải là chia tổng, tại mình đã xác định là ở đây nó không nhận CH2 rồi. Hiểu không? Mình đã xác nhận là như vậy rồi, cho nên tổng lượng CH2 ở hai chỗ này là 0,4. Tổng số mol hai đứa này là 0,9, thì lúc đó mình sẽ tính CH2 trung bình bằng 0,4 chia 0,9. Tức là mình muốn tính số mol CH2 trung bình là mình lấy số mol CH2 chia cho số mol hợp chất mình còn. Chia cho số mol của cái hỗn hợp hai chất đó. Em đang xét hai, em đang muốn tính hai chất nào, em đang muốn tính CH2 trung bình cho những chất nào thì em chia tổng số mol của những chất đó. Số mol CH2 chia cho số mol tổng số mol của những chất mình cần xét. Đúng rồi. Thì ở đây anh đang cần tìm CH2 trung bình cho thằng X và Y. Còn thằng Z tại sao không cần tìm? Tại vì mình đã biết Z ở đây bằng 0 rồi, tức là mình biết chỗ này bằng 0 rồi thì mình tìm CH2 trung bình với chung với nó để làm gì? Hiểu không? Mình đang cần tìm hai chỗ này. Được chưa? Và không phải lúc nào mình cũng tính CH2 trung bình cho tất cả ha. Mình chỉ tính CH2 trung bình cho cái hai cái chất mà cùng cái chất đầu dạng đẳng thôi. Hiểu không? Tức là hai cái chất cùng dạng đồng đẳng mình mới tính thôi, chứ không có tính tên tất cả đâu. Tính tất cả thì nó sẽ rất là khó để bình luận. Rồi, chỗ này được chưa? Chỗ này tính số CH2 trung bình để làm gì? Tại vì hai chất này cùng dạng đồng đẳng mà nó cùng đưa về cùng một chất này, thấy không? Nó cùng có một cái chất đại diện là C3H5OH. Hai đứa đó nó cùng chất đại diện nên là mình mới tính số CH2 trung bình cho hai chất này. Vậy mình chia cho số mol của hai chất đó, chia tổng số mol hai chất đó. Rồi, được chưa? Bổn không? Dạ, hiểu rồi. Mình chỉ tính số CH2 ha. Mình hả, sao mà mình biết này, mình chỉ tính CH2 trung bình khi mà mình biết là nó kế tiếp nha, đúng không anh? Thực ra không kế tiếp em vẫn phải tính. Không kế tiếp em vẫn phải tính, tại vì lúc này đề bài đã cho x với y cùng thuộc nghĩa đồng đẳng và em đã đưa nó về cùng một cái chất đại diện rồi. Đưa về cùng chất đại diện rồi, cho nên là lúc này em không tính CH2 trung bình, em không có cách nào khác để em tìm x với y hết trơn á. Yeah. Hiểu không? Còn nếu không có kế tiếp thì có thể đề sẽ cho một cái kiểu, một cái số liệu như thế nào đó, khi em tính CH2 trung bình ra em suy được. Đó là nó sẽ có những cái dữ kiện khác nếu như không kế tiếp. Nhưng mà
x và y nó đã, mình đã đưa nó về cùng một chất đại diện nên bắt buộc mình phải tính CH2 trung bình cho hai chất đó. Nhưng không có cách nào khác để mình làm hết, trừ khi em tính được số mol từng chất này mà đâu tính được đâu. Được chưa? Rồi, vậy ở đây á, em các bạn sẽ tính được CH2 trung bình là không biết mấy, vậy suy ra x bằng 0 và y bằng 1. Vậy x nó sẽ là C3H5OH2, còn y sẽ là C4H7OH. Được chưa? Rồi, vậy các bạn đã xác định được xong, cái khối lượng, xác định được xong cái công thức của axit và ancol. Giờ để hỏi gì? Cái này anh làm tất cả, tức là anh làm tất cả các bước luôn ha, nhưng mà đôi khi các bạn phải đọc cái đề. Tại nhiều khi đề không có yêu cầu chúng ta phải ghép, hết tất cả các chất. Nhiều khi mình chỉ cần một cái mớ rồi đó thôi là mình đã tính được cái đáp án rồi. Hiểu không? Không phải lúc nào mà cũng ghép lại hết ha, nhưng mà anh vẫn làm tới bước ghép để cho các bạn hiểu được là mình làm chết tận cùng là như vậy. Được chưa? Rồi đề bài hỏi là nếu mà đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E với 0,45 mol cao H cô càng thì lấy phần chất lỏng chứa chất hữu cơ qua bình lượng thấy khối lượng bình tăng M gam. Giá trị M gần nhất với, thì ở đây các bạn cần phải làm gì? Các bạn phải xác định coi là cái thằng este nó có thủy phân hết hay không, đúng không? Mình phải coi thằng este nó có thủy phân hết hay không. Este số mol là 0,01 mà ở đây cao H là tới 0,45, đúng không? Cao H là 0,45. Ủa khoan từ từ nha, đợi xíu. À nhầm, ở đây đề bài đã nói là nếu đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E thì lúc này mình phải tính lại số mol ha các bạn. Các bạn phải tính lại số mol, tức là 0,10 ở trên là 17,12 gam. Ở trên là 17,12 gam là bao nhiêu mol. Rồi ở dưới suy ra 0,3 mol nó sẽ tương ứng là có bao nhiêu mol từng chất. Được chưa? Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Các bạn phải ghép lại. Xong rồi các bạn phải tính số mol của từng chất ban đầu. Thì lúc đó các bạn mới tính được cái số mol của hỗn hợp ban đầu. Ha, đó là anh đang phân tích cái đề đó. Rồi như vậy ở đây mình đã ghép lại được axit rồi nè, mình đã ghép lại được ancol rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Tính số mol của từng chất ban đầu. Được chưa? Tính số mol từng chất ban đầu ha. Tại vì anh phải đọc cái đề coi là đề nó yêu cầu cái gì. Rồi, tiếp tục ha. Các bạn có công thức của hai chất này rồi, đúng không? Tính liền giùm anh số mol của x với y. Làm sao tính được? Mình đặt ở đây là mol nx ny đi, thì các bạn sẽ có nx cộng ny bằng 0,09. Mình biết là x bằng 0, y bằng 1 rồi, cho nên ở đây sẽ là đây 0 ha, ny. Thì mình sẽ, các bạn sẽ sử dụng hai cái dữ kiện 0,04 và 0,09 này, các bạn sẽ tìm ra được nx với ny. Rồi tính liền giùm anh coi nx ny là nhiêu. Còn nx là cái nào của chất anh con đó, anh là hai cái anh con đó hả? Đúng rồi, là hai cái anh con đó. Tính được không nè? Nx cộng ny là 0,09. 0 nhân nx cộng 1 nhân ny là 0,04. Tìm được ngay đúng không? Rồi tìm được bao nhiêu các bạn? 0,05 và 0,04. Đúng không? Đúng vậy không? Yeah. Rồi, được ha. Tức là khi mà các bạn tìm số CH2 trung bình rồi, thì khi mà các bạn xác định được xong hai công thức đó, thì các bạn có thể tính được liền số mol từng chất trong cái hỗn hợp X với Y này. Được chưa? Bằng cách là mình sẽ lại sử dụng lại số mol CH2 với lại số mol của hai chất đó, các bạn tính ra được số mol của từng chất này. Được chưa? Rồi, ok nè. Bây giờ cái vấn đề là như thế này. Cái x này, cái y này, cái z này là tổng cộng tất cả cái lượng x, y, z sau khi mà các bạn tách thằng t này ra. Hiểu không? Tức là thằng x, y, z cái số mol này nè, nó là số mol ban đầu trong hỗn hợp. Hỗn hợp ban đầu các bạn sẽ có gì? Có x, có y, có z và có t, đúng không? Nhưng mà sau khi mà các bạn bung, sau khi mà các bạn tách cái thằng t này ra như thế này, thì chúng ta sẽ thu được x số mol là 0,05,
y số 1004, z số 1013. Tức là cái khối u 5, 0.4, 0.3 này nó đã bao gồm cái lượng x, y, z đã được tách ra từ T. Nghe kịp không? Nó đã bao gồm cái lượng x, y, z đã tách ra từ T rồi. Nên là lúc này mình phải tính ngược lại. Trước khi mà tách thì số mol T là 0.1. Số mol x sau khi tách là 0.05. Nhưng mà cái lượng tách ra là 0.1. Nên là ban đầu nó chỉ có 0.4 thôi. Hiểu không? Tức là ban đầu 0.4 cộng với 0.1 tách ra từ T nó mới bằng 0.05. Hiểu chưa? Rồi, lượng y lúc sau là 0.4, lượng y được tách ra là 0.1 nên y ban đầu là 0.3. Được chưa? Thằng z thì sao? Z lúc sau là 0.13 đã được tách ra là 0.1 nên là z ban đầu là 0.12. Nghe kịp không? Ban đầu mình có x, y, z, t. Ha, ban đầu mình có x, y, z, t và sau khi mình tách á thì x là 0.05, y là 0.4, z là 0.13. Vậy trước khi tách thì cái thằng x nó chỉ có 0.4 thôi, để mà tách ra thì nó sẽ cộng thêm 0.1 nè. Được chưa? Tương tự với x với z. Ok vậy nè. Rồi hiểu chỗ này không các bạn? Hiểu mà. Ừ, sao? Hiểu. Rồi, hiểu ha. Rồi đó, như vậy thì cái bước này là cái bước mà các bạn sẽ xác định ngược lại số mol của các chất trong hỗn hợp ban đầu. Vậy tổng số mol của cái mớ này là nhiêu? Tổng số mol là 0.2 mol. Đúng không? Lúc này tổng số mol sẽ là 0.2 mol. Ha, rồi sau khi mà tính tổng số mol rồi, các bạn nhân chéo chia ngang nữa, các bạn tính từng số mol. Nhân 3 phần 2. Được chưa? Rồi, nhân 3 phần 2, sau đó thì các bạn sẽ tính ra được cái số mol của ancol thu được. Rồi từ đó mình tính được cái giá trị m này, thì theo cái cách, okay, theo cái cách mà phân tích dữ kiện hôm bữa anh đã chỉ các bạn đối với là cái dạng mà cho anh cô tác dụng với bình natri dư rồi, hiểu chưa? Quan trọng nhất là mình ghép và mình tính được số mol là được. Rồi xong ha. Anh này sao? Này là bốn ẩn bốn dữ kiện, có khi nào mà bốn ẩn ba dữ kiện? Có. 4 ẩn 3 dữ kiện thì lúc đó là mình phải biện luận hay cái gì nữa thì nó sẽ phức tạp hơn. Ha, nó sẽ phức tạp hơn. Thì có thể là anh sẽ dạy những cái chỉ những cái bài đó nhưng mình lồng vào cái phần giải đề. Nhờ khi nào mình giải đề anh bắt đầu mình cho cái đó thôi. Còn hiện tại học nâng cao thì anh chỉ các bạn những cái câu mà nhìn vô là mình thấy hướng làm liền. Chứ nhìn vô mình đã thấy bế tắc rồi thì thôi lụi. Hiểu không? Còn đến lúc giải đề thì lúc đó chúng ta sẽ rèn thêm ha. Hiện tại thì mình cần cái phương pháp trước. Mấy bài đó khó lắm, mấy bài đó phải biện luận, mấy bài biện luận nó mệt lắm. Rồi, ổn chưa các bạn? Ai hỏi gì nữa nè? Dạ, ổn anh ơi. Ủa anh. Đó sao? Đó. Cái chỗ mà mình biết được số mol của từng chất trong sao đó anh. Số mol từng chất rồi thì tổng số mol là 0.2, mà ở đây người ta nói nếu đun nóng 0.3 vậy em phải tính lại số mol của từng chất ứng với hỗn hợp 0.3 mol. Dạ xong rồi mình tính cái khoảng... cho tác dụng với cao H. Ha, tác dụng cao H rồi em coi là tổng lượng ancol sinh ra là nhiêu. Tại lỡ cao H thiếu thì sao, nhưng mà hình như đây cao H dư á. Hiểu không? Đây cao H dư thì em tính được tổng lượng ancol sinh ra. Em cho cái mớ ancol nó vào bình natri xong rồi.